Tối 5 tháng 12 2013, chương trình Kịch Rối Vagabundo chính thức ra mắt khán giả thủ đô tại Trung tâm Văn hóa Pháp 24 Tràng Tiền Hà Nội, nhanh chóng thu hút đông đảo người dân tới thưởng thức. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ các chương trình nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp-Việt. Vở kịch Vagabundo do các nghệ sĩ Pháp dàn dựng với những nhân vật được làm từ những vật liệu tái chế cùng sự kết hợp hài hòa giữa âm thanh cùng các động tác điêu luyện khiến cho khán giả không khỏi trầm trồ khi cảm nhận được sức sống của những chú rối vốn dĩ vô tri, vô giác. Trung tâm của vở kịch rối thiếu nhi không lời thoại này là một chú rối lắp ghép. Dưới dạng ba hoạt cảnh nhỏ, Vagabundo kể về quá trình hình thành các mối quan hệ liên kết giữa người này với những người khác. Thông qua ánh mắt của nhân vật không tuổi, không giới tính, nhưng có cuộc sống, có tình cảm để diễn tả các giai đoạn trong cuộc đời với những lúc tuyệt vọng hay thích thú bằng một giọng tinh tế và khác lạ. Vở kịch nhằm khơi gợi tinh thần chia sẻ, trao đổi, sự ý thức về người khác một cách đơn giản nhưng đầy tinh tế.